Ui, đây là một cái vườn bưởi giống như đang ở Lái Thiêu các bạn. Mình sẽ bắt giỏng mình mỗi cứ hai cây là mình sẽ có một cái giỏng nằm ngủ đông đưa dưới đó, nhìn bưởi, ngắm trời, ngắm mây, rất là đẹp luôn. Đã quá, rất thích luôn. Trái bưởi rụng lụm chụm hết. Ui, gió thổi mát. Có nghĩ là mình đang ở Mỹ không trời? Nhiều khi nghĩ mình cứ đang ở tưởng Việt Nam không. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến cái khu vườn này của cô chú người Việt Nam. Mà cái khu đất này nghe tới 5 mẫu của acre luôn, là mình tính ra bên Việt Nam chắc là khoảng 2 mẫu mấy của Việt Nam mình quá. Thì ở đây á, cô chú mình vô tình biết được cái chỗ này của cô chú là trên Facebook thôi, là thấy có anh chị bán, gọi là giúp cô bán cái trái bưởi á. Ở đây nguyên cái khu vực này là cô trồng bưởi nhiều lắm, chưa gì hết mà các bạn thấy đây nè, là có tắc quá trời tắc luôn. Rồi mình vừa mới bước đây mình thấy á, giống như là cái giống như ở đây giống như một cái chỗ Việt Nam vậy các bạn ơi. Thấy trồng tre, trồng trúc, rồi có mấy cái tượng nè, bên trong thì có mấy tượng. Wow, ở đây quá trời trái các bạn ơi. Cái này chắc tắc ngọt nè, không biết để mình hái thử mình ăn cho nó tắc ngọt hay tắc gì. Tắc ngọt nguyên 4-5 cây tắc ngọt luôn. Bên trong đây nha, nhìn giống như Việt Nam vậy đó các bạn. Mình nghĩ chắc là cô chú này không biết ở đây lâu chưa, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mình tới đây thôi, thì mình sẵn tiện mình dẫn các bạn đi tới đây mình tham quan cái khu vực này của cô chú luôn nha. Để coi vô trong đó mình nè, thì các bạn vô bên trong nè. Ủa, trái gì ta? Em đâu biết trái này trái gì đâu. Các bột giống không phải cái gì á, lạ quá. Nhìn có mấy bụi tre bưởi à, trong đây rất là luôn các bạn ơi. Nhìn trong đây bưởi nè, 5 mẫu là nhiều lắm á. Nhà mình á là có một mẫu hai thôi, nhà mình một mẫu hai thôi. Cái này của cô là gấp 5 lần nhà mình á. Để mình vô trong nhà bên đây nè các bạn. Trời ơi, quá trời bưởi luôn ta. Ngoài ra mình nghe nói là cô bán bưởi ra còn có thể là bán mấy cái chậu cây á, giống như bán mấy cây rau củ quả này nọ đó các bạn. Thì bây giờ mình vào trong đi, mình gặp cô chú là mình hỏi thử như thế nào nè. Thì các bạn ơi, ủa giờ không biết làm sao các bạn ơi. Thì gõ cửa hả? Gõ cửa hả? Để mình đeo khẩu trang nha các bạn. Không thấy ai các bạn ơi. Cây nhà hồn ấy nhập tượng này cho chú. Bác chủ vườn nha các bạn. Wow, có trồng cải, trồng rau quá trời luôn các bạn. Xin chào chú. Dạ, chú ơi, có trồng cải luôn, có bưởi á. Đâu đó hả chú? Ôi dạ, trồng cải chú. Wow, ở đây á, mình thấy trồng chuỗi xà lách kìa, giống y chang như Việt Nam luôn. Đã ghê luôn, ở đây nè anh. Nhìn thích dễ sợ luôn. Để tới đây á, mình học hỏi cô chú chia sẻ cách mình trồng rau như thế nào nè. Thấy nhìn đã ghê không? Làm từng luống vậy luôn nè. Nhìn cái đây mình đây. Nhìn đầy đã của anh. Nè, như cô chú mới trồng lên nè. Rồi, xin xong luôn. Wow, có đánh anh ơi. Các bạn ơi, như cây này cây quýt nè. Chắc cây này là cây quýt á. Quá trời trái luôn nè. Hình như là cái mùa này là mùa của cam quýt tắc á các bạn. Mình thấy bây giờ mình lên mạng Facebook nha, mình thấy ai cũng đăng, nhà nhà đều có cam tắc quýt hết trơn á. Nhà mình không có trái nào á. Nhà mình có 5 trái bưởi bữa mùa đó các bạn. Sắp chín rồi đó nha. Bữa nào mình làm một cái video mình hái bưởi mình ăn nè. Wow, đây đó nè. Hành. Hành, ui, đã quá ta. Wow, đã mê luôn á trời. Có mấy cái luống cải bên đây nữa.
Anh ơi, hình như cải này là cải để mình muối chua phải không ta? Nó này cải bài xanh. Cải bài xanh hả? Sao giống cải muối chua quá vậy? Cải bài xanh gì bự chà bá vậy? Nó muối chua đó anh. Cải muối á. Chúng ta để hỏi cô, để chút ra cô chủ vườn ở ngoài đây các bạn ơi. Trời ơi, cái đám cải mà nhìn thấy bắt mê luôn á. Nhìn nó xanh mà nó đã dữ rồi trời. Thấy đã không các bạn? Thấy mê luôn á trời ơi. Thích dễ sợ luôn á. Cái này năm mẫu đi hơi bị mỏi chân các bạn ơi. Không biết là mình nghĩ chắc cô trồng bán luôn nè. Các bạn ơi, cái tắc hồi nãy mình hái á, nó ngọt ghê luôn á. Bên đây cam bưởi gì quá trời nè anh. À, cô đang trồng như cái này là su su nè. Su hào chứ. Cái này là su hào. Su hào này, còn này là cần ô. Anh ơi, chắc mình đi mua giống cần ô về mình trồng nè. Mình chưa có giống, mình chưa có cây cần ô. Ủa, cải gì mà bự dữ ta? Cải này cải khác anh ơi. Cải này cải gì vậy ta? Bên kia là cải khác nè, cải này cải khác. Hình như này là su su, là su hào nè. Anh, mình trồng làm luống giống như cô vậy nè. Nhưng mà nhà cô đất rộng trồng được, nhà mình đâu có trồng được kiểu vậy. Nhưng mình đâu có chỗ đâu trồng kiểu vậy anh. Bên đây nữa. Wow, đã quá ta. Bây giờ đi ra kiếm kiếm cô bên. Mấy cây bưởi trái đảo quá ta. Mình nghĩ mấy chỗ này cô trồng chậu để bán nè. Cốc. Ui. Cây cốc nó có trái không nè anh, nhỏ xíu mà có trái nè. Trái bự trên đây nè. Ôi. Vậy là cô chắc làm chậu để bán đó các bạn. Trời. Ôi. Nguyên một cây bưởi. Nguyên một cây bưởi luôn. Rất là. Trái sum xê luôn. Đã dữ rồi trời. Chắc cái này có hai cô chú làm mà, cho nên là làm không hết việc đó các bạn ơi. Cái này mà dọn là đuối luôn á. Nhà mình thôi á mà làm hoài không hết việc, chứ huống chi cái này năm mẫu. Ở đây cái cô đang làm. Cô đang trộn đất trồng nữa nè. Là dứa. Ở dứa đó ha. Cô chắc bỏ chậu bán. Để ra chào cô cái hỏi cô nè các bạn ơi. Hỏi kinh nghiệm của cô để trồng cây nè. Ui, xương sâm đó anh. Xương sâm mà cổ để cho mập dại luôn này, nó ra nó bò lên đó. Ngoài đây nữa. Quá trời các bạn ơi. Hình như cái này cây chùm ruột nè anh. Ừ. Đúng không? Cây chùm ruột á. Để hỏi cô có cây chùm ruột ông mua về mình trồng. Ở đây cổ có mấy cái greenhouse luôn nè các bạn ơi. Quá trời cây luôn. Nhìn cái greenhouse của cổ bự quá trời bự hết. Mình để chút mình ra mình gặp mình hỏi cổ thử coi. Ở cổ đây bao nhiêu lâu rồi? Ui. Là cổ làm bằng sắt luôn á anh. Làm gì thì nó chắc. Ở bên đây. Ui, cây me bự dữ rồi trời. Anh cây me bự nè anh. Cổ bán quá trời cấp luôn nè, đâu biết đâu, nếu biết tới mua ủng hộ cô rồi nè. Quá trời cây cấp con luôn. Ra trái nữa nè. Trời, vậy mà không biết. Ui, cây xương xăm lông. Wow, cô có đủ thứ hết các bạn ơi. Ôi, đã quá ta. Me này me ngọt hay me chua? Cái này cây xương xăm lông của cô nè. Chắc này lâu nên là lâu rồi đó. Có trời ơi vậy. Cái gì anh? Ổi nè. Có trái ổi hả? Ổi này ăn được không ta? Chắc ăn được đó. Ngon quá trời luôn, mặn cầu nữa nè. Cô trồng ở trong đây luôn. Có nghĩa là cô làm cái greenhouse bự như vậy là cô trồng cây ăn trái luôn nè. Bây giờ trước tiên mình đi tham quan hết đi, rồi sau đó mình sẽ tới mình gặp mình nói chuyện với cô nha các bạn. Giờ mình đảo mình nhìn. Ui, cây này nữa nè anh ơi. Xương sâm long. Chắc cô này ở đây lâu lắm rồi. Ý, cái này cây chùm ruột á, mình hỏi họ chút, hỏi mua cô đi anh. Phải không? Cây chùm ruột á. Chùm ruột á. Chùm ruột mãn cầu luôn nè. Đã quá ha, nhiều quá ta. Các bạn, mình thấy một trái mãn cầu na nha. Chắc cô hái ăn hết rồi.
giờ còn có con trái ở đây à. Đã quá thiệt luôn anh ơi, anh ráng làm sao cái greenhouse bự giống vậy nè để mình trồng nhiều cây trong đây mình ăn. Mình giờ đâu có chỗ đâu trồng. Ô, mình trồng trước nhà đó anh được không anh? Cái trước mảnh đất nhà mình á. Không được bự vậy đâu. Ôi, đất của cô rộng quá, trồng đã quá. Chẳng lẽ ui bên đây một vàng lá dứa luôn, vậy là cô trồng rất là nhiều các bạn ơi. Mà mình mới biết chỗ này luôn á, mình mà biết trước là mình tới mua ủng hộ cô chú rồi. Ồ men, anh ơi. Nhìn nè. Cái chùm cốc. Nó bự mà nó đã dã man luôn á. Mẹ giờ hái ra, tao dám hái ra. Hái cho cô quýnh chết á. Đã dữ vậy. Có xôi nữa. Không, cái đây cái nhãn. Ui, cái vải hay cái nhãn còn có trái luôn nè. Anh ơi chắc mình cũng phải. Này cái vải, cái này vải. Mình cũng phải mua cây nhãn cái vải rồi. Quá. Khế các bạn, nguyên cây khế nữa nè. Thích quá ta. Lần đầu mình biết chỗ này, nếu mình biết là mình đã tới đây lâu rồi. Trời, trồng cái thùng mà nó bự luôn vậy. Gì anh? Không, cổ cho xuống đất luôn. Cổ cho xuống đất luôn, nó giống như trồng chậu xong cho nó bỏ đất luôn anh. Ui, cái rình hào của cô quá đã luôn, quá bự luôn á. Cô có hai cái luôn anh ơi. Sao đi hoài mà nó không hết nữa các bạn ơi, thôi mình đi qua cái greenhouse thứ hai đi. Bên đây còn cái này các bạn. Ui, trong cái greenhouse này mình thấy có bông su đủ đó nè. Bông su đủ nè anh. Vậy bữa giờ sao mình không gieo cây su đủ lên đi. Bây giờ tháng 11 là ra bông đó anh. Bữa giờ có mấy hộp mà chưa gieo đâu các bạn. Rồi. Đảo quá, có cái cầm bông nữa nè. Bông này là mình gọi là bông bát tiên nè. Bông này sống hoài luôn á. Đây là cây chùm ruột á. Sao nó có trái ta? Về mình học hỏi kinh nghiệm của cô, mình bắt chước mình làm theo nè. Nhiều cái phân đó ngoài ta không bán. Ủa chứ cô mua đâu? Cô cái order. Order trên mạng hả cô? Không, order hồi đó cô bán grocery mà. Ồ. Sau cô nhạc đó cô bán. Dạ, con đâu có biết được cô mà biết cô là con tới con đã mua ủng hộ cô từ lâu rồi. Con mới trồng năm nay à, mới tập trồng thôi. Cô nói hả? Chùm ruột ngày hôm qua quá trời trái có người tới hái. Ủa, uổng quá vậy con không được tới hái trái nào. Không còn trái nào để con hái luôn hả cô? Để mình đi mót coi có còn trái nào để mình ăn thử, có lâu lắm rồi biết bao nhiêu năm, mười mấy hai chục năm chưa ăn lại trái chùm ruột tươi á. Hôm qua đây có mấy cái chùm ruột trái nhỏ nhỏ mà nó cũng bẻ bẻ luôn rồi. Cái còn non lắm mà hôm qua nó cũng bẻ rồi. Ồ, tại vì chị cũng không mua. Ủa cái cây chùm ruột của cô vậy mình trồng gì bao lâu là có trái cô? Con mua vậy năm
tới nhiều khi con gặp có trái đó. Con mua cây bự đi, con đừng mua cây nhỏ. À. Con mà... mình chăm dưới đất luôn hả cô? Dưới xuống đất nhưng mà con nó có những hao nha. Ở mùa mùa đông nó chết. Dạ. Chết. Tại vì cô bán á. Cô bán nữa, cô bán mà không giờ mua cây nhỏ. Dạ. Tại vì người ta săn sóc rất là lâu, với là một cây con nó hiểu cô bán. Chứ không ai mà tự nhiên. Ui, hoa sứ của cô nữa nè. Trụ bự bự cho bá lửa. Đảo của cô ơi. Cô nói chỗ nhìn mấy cái green house, nhìn mấy cái tắc cái đầu được. Cái này khu vực của cô nghĩ là mấy khu à? Con nói, cô nhìn vô nhìn con thấy bụi tre, bụi trúc rồi có mấy cái âm tượng nó nhìn đẹp. Ui, cái cây bông su đũa màu đỏ kìa. Bông xưa màu đỏ, bông xưa màu trắng vậy. Dạ. Ở nhà con có hai cái loại hộp này mà con chưa gieo nữa chứ. Gieo đây tháng 11, cô mới trồng năm nay, thích quá cô. Con muốn gieo tháng 3 con gieo. Tháng này con gieo không được. Dạ, tháng 3. Chắc con này chỉ có lên đây thường xuyên học thể nghề của cô. Con có giấu. Dạ. Tại vì cô không có làm nữa, ai mà muốn học hỏi cô chỉ cho làm. Dạ. Giấu làm cái gì, ghét rồi có mặn theo. Nhưng giờ con trồng cây xong con thích quá trời cô ơi. Cái này đó là con không biết làm cây. Dạ. Con trồng cây dễ thương quá. Con trồng cây đó là không biết làm ai. Còn con chơi bạn bè dễ biết làm. Dạ. Con nói đúng thiệt á. Nhiều khi mà dựng cameraman á, mình ra ngoài vườn mình nhổ cỏ cái hồi là hết giận. Thiệt luôn á, là giống như giả stress vậy đó các bạn. Bây giờ con. Dạ. Đảo quá. Thì con ráng kiếm cái trái chùm ruột rồi không mà không thấy luôn á. Hôm qua nó đem cái rổ nó hái rồi. Chùm ở bên đây trái nhỏ không mà nó cũng bẻ luôn rồi. Ê, con thấy đây nè, các bạn ơi. Làm cô chú hết hồn. Đây, đây, đây. Tụi này cắn, tụi cắn mà dài là cũng chú đứt rồi. Đây các bạn ơi, mình thấy có trái nè. Đã quá, hồi nãy giờ mong mỏi đi kiếm từng trái đây. Cái này nè, nó xuống. Rồi, đây nè, trái này nè, bên đây. Đây các bạn, đã các bạn. Cưng vậy? Chụp hình cắn ăn á, chụp hình á. Dạ, đây chứ mình ăn các bạn nha. Bẻ trái ăn đi. Dạ. Bẻ trái trên đó. Con bẻ cho con ăn hết luôn quá. Đây các bạn ơi, đã quá. À, chua không quá. Nó chua. Trời lâu lắm rồi cô ơi, cái này chắc là mấy chục năm con mới ăn lại đó. Dầm dầm bóng đường, này dầm bóng đường. Cô bẻ 30 phao cho người ta đó. 10 đồng phao, người ta lấy 30 phao đưa 300 liền. Ừ. Còn trái nữa. Chua quá. Chua mà nó ngon. Còn hai ba trái đây nè. Đây nè. Đây nữa nè. Chua đó. Chua chứ. Có chừng nó có bầu á. Anh ơi quay xét đấy, một cái trái này anh bự lắm nè anh. Ừ, cái trái này bao bự luôn các bạn, để mình há mình ăn tại chỗ với bạn anh em. Chua quá. Chua hơn. Chua nhưng mà lâu lắm rồi mới ăn lại cái vị này. Thời xưa mình nhớ chắc có khoảng mười mấy tuổi còn nít đó hay hái cho mình được ăn à, chứ làm gì giờ mà có trái tươi cho mình ăn. Thôi lại kỷ niệm các bạn ơi, đã quá. Đi mất mốt mà cũng được vài trái nha. Rồi đấy, bữa nay em la chú giật mình luôn hả? Ôi đã quá. Rồi chắc mình sẽ mua cây chùm ruột của cô về nè. Mua một cây về trồng. Một cây chùm ruột về trồng là có trái chùm ruột là mất chùm ruột để ăn luôn nha. Nãy giờ không thấy trái me. Trái me nó thái me gì cô? Trái nè, trái cho đóng nè. Ôi. Nó thái là con me. Thấy, con biết. Me ngọt á, ăn thử. Nhưng mà nó còn non mà. Cái này nó còn non, nó chua à. Nhưng mà anh nhìn này quay trái các bạn xem. Ôi. Đã ơi, trời ở Mỹ mà cũng có cái trái me nữa. Trời thiệt luôn, không phải cô đang ở Mỹ không cô? Cô đang ở Việt Nam. Ôi ơi, hồi nãy giờ mình không để ý. Dạ. Để mua cây nhỏ đi cô ha. Cây nhỏ gì bao nhỏ nó cũng có trái luôn. Ui. Nó không có trái. Dạ, vậy thôi để con mua cây nhỏ đi. À, cô lấy cây nào lấy một bao nhiêu đó. Bao nhiêu một chậu gốm? 45 nè. Ồ, vậy đi con lấy một chậu đi ha. Cái nào, sao biết cái nào tốt cái nào? Cái này bự này cô. Đâu? Đó, giống nhau. Đó, nó bự hơn đó. Thì muốn lấy cái nào lấy tùy. Rồi vậy con lấy cây này đi. Ok. Rồi con lấy cây này đi ha. Vậy là mình lấy cây gì? Một cây chùm ruột này nha. Ok. Muốn lấy cây gì đó? Khiên ra ngoài. Khiên ra ngoài luôn hả? Măng cầu cô còn trái dính nè. Thấy không? Nãy mà. Dạ con thấy đó con. Bên đây có con trái nè.
Bên đây cũng còn trái nè. Dạ. Con thì cô giống như cô đang ở Việt Nam. Lấy theo, lấy theo. Không có nghĩ ở Mỹ luôn cô ha. Lấy thiêu là trùm trái cây rồi. Dạ, đã. Ủa con không biết hả? Con hồi đó con có đi lấy đây thiêu một lần. Lâu. Lâu lắm rồi, hồi nhỏ. Cô trông thấy cái này non ngăn được không cô? Thấy trái ăn thử. Ê, thấy thử trái me này nè anh ơi. Me này me Thái hả? Chín trái già già đó. Ôi sao mà nó đã dữ ta, ăn cái me này. Kìa, có trái bự trên kia kìa. Đâu, bự không? Nè, cầm lên hái cho. Anh hái hả? Cameraman sẽ giúp mình hái cái trái me bự. Xanh hái được có chừng trúng nha. Không là nó già, nó hư bị thúi rồi. Cái này chấp cục. Cẩn thận anh, chừng vô mắt á. Ôi, uổng quá anh. Anh ăn thử coi chua không? Anh ăn nửa trái còn lại đó. Trái đó nó già rồi anh ơi, nó hư rồi. Nó hư rồi. Hư rồi. Tự nhiên sao ăn cái đồ này giống như cô thấy con người ống nhóm nhách là thích ăn cái đồ chua. Dạ chưa. Vậy là nó có bầu thì như vậy. Nè me Thái nha các bạn. Không chua. Me Thái mình ăn ngày nó hơi chua thôi, chứ mà là chua nhiều. Nó còn non mà. Dạ nhưng mà chùm ruột nó chua thiệt. Không, chùm ruột không chua. Chùm ruột chùm ruột không chua, không phải là chùm ruột. Đã quá trời. Nghĩ sao mà cô chú hai, cô hai chồng mình làm biết bao nhiêu việc trời. À, bữa đây bữa gì cô? Năm rồi con. Năm rồi. Ồ bữa năm rồi. Cô trồng bao nhiêu cây cô? Mua ăn thử đi. À, hồi đó cô có 500 cây mà nó chết rồi đó. Khoảng chừng bây giờ cô còn khoảng chừng có 500 cây còn chết còn 200 cây. Không, còn 250 cây. Chết nữa. Các bạn nhìn đằng xa xa kia kìa, thấy cái võng không? Ơi, cô bắt võng cô cho nó nằm ở dưới. Thôi khổ thiệt, cô chú trưa nắng khỏi ở trong nhà ra đây nằm đi cô. Bữa năm rồi đó các bạn ơi. Không biết cái này. Mấy trái bự bự quá. Vô sao? kiếm mấy trái bự hái vậy ăn. Đã quá. Thích quá luôn á anh ơi. Đây nè, nhiều trái lắm anh. Nhưng mà đằng xa xa kia có một cái võng các bạn ơi, leo lên võng nằm nè. Mình nói thiệt, giống như mình đang ở miền Tây hay là mình ở cái vùng trái cây ở Việt Nam á, chưa bao giờ nghĩ luôn ở Mỹ mà có cái chỗ này các bạn ơi. Lái thiêu. Mình nằm như vậy rồi mình nhìn trời mây trăng gió ngắm bưởi đang, không còn cái gì để sướng bằng hết. Đang nằm thả hồng trời bưởi rụng vô thiệt luôn hả? Thôi anh ơi em ở đây luôn quá trời ơi. Nhà cô cách nhà mình có 30-35 phút thôi, chắc mình tới đây thường xuyên quá. Đã quá vậy trời, thiệt luôn quá anh ơi. Thôi anh ráng chồng anh đây, nằm, chắc em với anh đi ráng để dành tiền á mua cái mảnh đất giống vậy nè, cái hai chồng mình trồng giống vậy là anh. Bưởi không? Các bạn thấy chưa? Bưởi không à. Đó, rồi dưới đây nằm nè, đó hả hồng trời bưởi vô. Anh, bây giờ mình ráng để dành tiền mua cái mảnh đất đi trồng giống cô nè. Ôi đã quá à. Chắc cái kiểu này muốn về già giống như vậy nè, nằm xuống quá các bạn ơi. Thứ lắm luôn á. Nằm mà vừa nằm ngắm bưởi mà còn được ăn me nữa thì còn cái gì hướng bằng ra. Quá trời bưởi luôn. Vườn bưởi Houston. Trời ơi. Này là không vườn bưởi Houston. Không thể nào tưởng tượng được ở đây mà có cái khu vườn này luôn á. Bạn thấy chưa, bưởi quá trời luôn. Bạn nào thích ăn bưởi thì cứ lên đây mua. Ra xin cô hái bưởi đi.
Mình ra mình xin cô mình hái bưởi về mình mua về cho ăn chứ. Về về anh chỉ cần hưởng thụ vậy là được rồi đó. Chỉ cần nè, trồng hai cây bưởi, xong rồi cái 4-5 cây gì đó xung quanh này nè, nó vừa có bóng mát. Cái hai vợ chồng mình ra bắt giỏng giống vậy luôn. Cái mình nằm mình ngủ trưa, mình ăn cơm trưa ở dưới đây luôn. Đúng đã luôn á. Nếu mà các bạn nào có xem video này á, chắc nghĩ là mình đang ở lá thiêu của Việt Nam các bạn. Không nghĩ luôn á. Thật thiệt anh ơi, giờ nằm nhìn nhìn bưởi xuống dữ trời. Giờ sao? Đi mua bưởi. Bây giờ mình đợi cô, tại vì cô đang bán bưởi cho người ta đó các bạn. Bây giờ đợi cô ra xong đó mình đi mua bưởi luôn. Ta đi về rồi. Hả? Thôi mình đi vô coi, đã quá à. Đi mình là hái cái mấy trái bưởi bự mình hái gì nè. 4 đồng trái. Trái này bưởi bự này là 4 đồng đó nha các bạn. Cô nói là 3 đồng 4 đồng một trái thì mình nghĩ chắc cái mấy trái bự là 4 đồng. Mấy trái nhỏ nhỏ này là 3 đồng. Mình nghĩ mấy trái này cũng ăn được nè. Cái trái nhà mình có 4 trái, 4-5 trái nhỏ nhỏ vậy nè. Nhìn lại bắt thèm nhìn bưởi của cô nè. Bưởi bự dã man. Mà bữa nhà mình nha, chút cây. Bữa nhà mình về. Nghĩ này cũng ăn được nè. Hái chùm nó đi. Thôi cái này để cô hái cô mới lựa cho mình chứ. Ừ. Cái này mình nghĩ mấy cái trái mà rụng vậy là ăn được đó các bạn. Để mượn cô con dao đi, cái mình gọt mình ăn thử coi. Để hái nha, hái mấy trái về. Để mình kêu cô hái cho mình, cô nói là để cô biết cô lựa cho mình đó, lựa cho nó ngon. Cô ơi. Cô hái bưởi cho con đi cô. Để cô hái bưởi đã quá. Cô hái cái nào bự đi cô. Về con tặng cho con, hai con cho mẹ chồng con luôn rồi cho muốn con ăn luôn. Bây giờ mà. À muốn ăn bây giờ. Ok cô. Các bạn ơi, anh quay cô hái cái bưởi nè. Cắt đi. Dạ, để con cắt. Cắt dần dần dần. Rồi con sẽ đi tới cái giỏng con ngồi con cắt. Nhưng mà cái bưởi loại này nó ngon nè, còn cái loại bưởi nó không có ngon bằng đâu. Nó dày dở. Mua đó là mấy cái là thứ nào ngon cô biết không? Ok, vậy cô dạ. Cắt giùm tụi con khoảng chục trái đi. Hồi nãy cái ông vợ chồng ông đó đó, cô nói là mua để vô cắt. Bà nói là chờ ổng cái vô, cái hai chồng vô lựa trái nào trái bành cà ná vậy đấy. À đúng rồi. Nhưng mà cô nói là thấy bự đấy ha. Cái ruột lớn nè. À. Cái dạ dày dở mà chưa thấy ngon. Cái nói giờ đó thấy ngon, thấy mùi nó tôi nói à. Tôi biết cái này không ngon đâu. Nhưng mà tại vì hai chồng muốn đi vô tự lựa trái bự lấy á thì. À dạ. Vậy thôi cô lựa con đi. Mười chục trái. Anh đây cô có tiền mặt bao nhiêu đủ, cô lấy tiền mặt không mà, có lấy đâu có lấy thẻ phải không? Cô đâu có máy đâu cô. Tôi coi cô nói để anh đến coi nên tiền mặt bao nhiêu. Để tại vì cô con xài đa phần thẻ không mà. Ai đâu? Đâu có là ít tiền mặt đâu. 60. 60 đủ. 60 mua 70. Anh có trừ cái cây kia của cô ra nữa. Cây cấp là hết 35 đồng hả con? 45 là còn 25 đồng đó. 25 đồng là mấy trái? 5 trái. Không có sao. Cứ lấy đi rồi kỳ sau tới rồi. Mà bây giờ mình tới đây mình ăn chứ các bạn ơi. Nhưng mà cái này rất, cái mấy những cây này nè, trái ăn rất là ngon con biết không? Dạ. Tại vì á, người ta nói nó nhỏ mà có gió đó. À đúng rồi. Anh cứ kêu cái khẩu trang em để em ăn. Mà con thấy mấy người mập đó đâu có gió đâu. Bây giờ để ăn thử đó cho, giờ cắt cái vỏ nhỏ mỏng mà nó là nó thấy ruột rồi đó. Ăn hết chưa á? Ăn thấy cái me hả? Dạ. Đây các bạn ơi, tới ăn bưởi với mình nè các bạn ơi. Ui. Thơm quá ta, bưởi năm rồi hả? Thiếu muối ớt. Giờ làm gì có muối ớt anh? Mình đâu biết là vậy chứ kèm mình đem theo muốn đi vườn là phải đem theo muối ớt. Thiệt luôn á. Thơm quá. Ủa cô, hình như con nghe nói á, bưởi á mình mới hái ăn không ngon bằng để lâu rồi cô. Ai nói thì đúng rồi, nhưng mà cô không có khe cô, tại con ăn bưởi mà không có đắng nè. À. Không khe là bưởi đó là number one rồi. Ồ. Con hiểu không? Cô cứ để dưới đất chứ con đem ra. Dạ, không có đắng không khe.
giống như con thì cũng thích đi vô mấy cái vườn giống vậy nè. Ủa chỉ có cô trồng bưởi với lại trồng có đặt trồng bưởi với hoa với là trồng mấy cái cây có hồng giò. Ồ. Hồng giò nhưng mà giờ này hết mùa rồi. Đúng dạ. Rồi, hồng giò. Hồng giò rồi táo tàu. Ủa táo tàu đâu cô? Táo tàu cũng hết mùa rồi. Mà táo tàu cũng không ngon, táo rồi cô ăn ngọt hay đường vậy mà nó ăn nó ngon dữ lắm. Ở đầu cây có chút xíu vậy nè. Cái đó là tháng tháng 9 tháng 10 gì không cô? Tháng 9. Rồi tháng 11 là có hồng giòn. Ừ. Đây các bạn ơi. Đây. Mình gọt ra được bao nhiêu vậy nè? Nãy nhìn cái bưởi nhỏ xíu mà nó cái này cái nó mỏng vỏ là cái cầm cái trái nhưng mà cái nó thịt của nó nhiều nè. Đúng rồi, thật quá trời. Nhưng mà mình thường mình để bao nhiêu lâu ăn cô? Mình hái xong á mình để bao nhiêu lâu mình ăn? Bưởi của cô mày để 1 tháng không hư. Này của cô không có phân. Cô không xịt. Phân nó còn ra chợ nè, khi nó ra là nó xịt thuốc. Ăn cái cô ăn ăn thử cho cô vui. Con có cô biết cái đó ngon mà. Ăn cameraman đưa đậu ăn liền khoan bưởi. Ăn tốt chứ. Đậu bưởi. Ừ. Ngon. Ngon ha. Nó hơi không có ai mà dám nó chưa ngọt. Ăn giống ngày trên cây hay xuống giống cô đâu. Nó chưa được ngọt lắm chưa được ngọt lắm. Vì mà con về con hái con để chừng. Đúng rồi. Nhưng mà con nên nhớ là bưởi không ai ngọt ngay không bao giờ ngon. Nên là chấm muối là ngon nè. Ăn cho muối là ngon. Con mà đi Việt Nam, con đi vô nhà vườn người ta, đâu có cho con ăn trên cây đâu. Ta vô nhà, ta lấy bưởi, ta lẻ từ đời nào, cứ con ăn. Dạ. Trái này ngon các bạn ơi, nó mặc dù là mình vừa mới hái mà ăn tươi á. Ừ. Các bạn đây nè các bạn, hái xong rồi mình luộc ăn tại chỗ luôn. Ừ, ngon không? Ngon người ta, có người ta mỏng dành không ăn. Không có ăn bưởi. Bữa con đi ra Joseph Nursery á con. Nó mua cây bưởi bưởi Biên Hòa. Bưởi Biên Hòa. Mà biết bưởi Biên Hòa giống bưởi này không cô? Cái này 500. 500 Biên Hòa giống nhau, tay con cũng rành nữa. Mà nhiều khi mua về đó bưởi Biên Hòa về nhiều khi con trồng ra trái ăn thử coi nhiều khi nó bị khô á. Rồi con chưa ăn con. Con nói con đang để cho nó chín một cái con để con ăn cái đằng sau nè. Bữa năm rồi là như là hạng nhất á. Năm rồi hạng nhất hả? Ủa cô trồng mấy cây này bao nhiêu lâu? Cực lắm tại mê thôi. Dạ. Con có cái gì á, con có cái đam mê trồng không? Con có đam mê con có trồng. Đúng rồi. Ở Việt Nam cô có trồng không mà là bây giờ cô mới qua đây cô trồng. Cô dân Sài Gòn mà cô biết trồng mẹ gì. Thiệt luôn á. Hồi nãy tưởng nói cô là người lái thiêu. Không. Cô dân Sài Gòn. Ồ mẹ ơi, cô ở Sài Gòn mà cô qua đây cô trồng bữa luôn đó các bạn ơi. Cô dân Sài Gòn, cô ở Trung Giảng. Ồ. Anh nói không anh? Yes. Trời ơi, trời ơi. Sao anh ăn nhiều dữ vậy? Bưởi là mình nhìn một trái cũng hết. Ghê vậy đó hả? Anh thích ăn vậy hả? Sao em vợ anh cô em cũng biết anh thích ăn bưởi đó. Hai chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần 5 năm rồi cô. Gần 5 năm mà sao tụi bay không để cho cô á? Tại con kẹt đi học á cô. Học kiểu gì? Con học kế toán. Để định học xong rồi với lại giờ đang dịch này cô. No. Học thì học mà có con mình cứ riết tới hồi mình muốn không có. Dạ, yeah, tối nay về đẻ nha anh. Đang mùa dịch chưa dám đẻ. Nha anh. Trời ơi, em người ăn chồng người do miệng á. Mẹ. Ăn chồng người do miệng hả? Nãy giờ ông nói anh mới xin chứ. Làm sao biết được. Xin cái gì? Ăn là đưa cho chồng ăn. Ồ còn cô thấy cái đất này là cô đâu có thai rồi hả? Chỉ bỏ xuống thôi. Cô, cái này là cô trồng trong cái chậu nhỏ xong cô để được. Cô nói con nghe, hồi đó cây nó nhỏ thì cô cắt hơn phân nửa cái gốc chậu đi. Dục ra. Xong rồi á cô trồng là tại lúc đó nó cỏ nhiều con biết không? Bây giờ nó rợp nè, nó không có cỏ. Cỏ nó nắng á nó thình thang. Cái mướn bẻ nó quất vô cái già cây này nó chết. Thành ra mình để cái thùng này đó là chống quất. Thành ra bây giờ đó là nó bự vào múa thì cô chỉ cần kéo lên cô cắt cô dục thôi. Nên đây cũng đào xung quanh đất bự, đào xung quanh bự. Bự ra. Nhìn nó đất cằn cỗi như vậy mà nó cũng tốt quá cô ha. Tại vì nó rợp nó che thôi, nó không có mưa nè. Nhưng mà bây giờ đó, mùa này phải để về đó thì ăn bự nó ngọt. Dạ. Nhưng mà con cho nước nhiều mà nó lạc. Ồ dạ, có nghĩa là khi mà nó ra trái là mình không được tưới nước nhiều. Không, nó trái con tưới nhưng mà nhiều này nó tháng này nó mưa nhiều á. Mưa nhiều là nó chua với nó lạc. Nhưng mà không có mưa là nó ăn rất ngon. Khô vậy mà ngon.
cứ ít thôi là nó ngọt. Mình phải tranh thủ, nếu mà 10 mình nó phải lo hái hết. Nhà này nó nhiều hết. Hái hết cái gì cài nó chứ. Không, ý của nó là mỗi lần mà cô muốn thu hoạch là nếu mà mưa nhiều quá mình phải tranh thủ mình hái. Cô để à, cô không có hái đâu. Hái sao nổi. Để ra múc, múc nắng lên nó khô, nó ngọt lại. Ờ, hái nó ngọt. Ờ, nắng lên. Giờ nó ngọt lại. Dạ, dạ. Trời, chứ đâu có thời gian đâu mà con, trời ơi, con đi đưa. Năm nay ít, hồi đó cô 500 cây, hồi con vô cái vườn của cô con mê liền. Ồ, vậy cũng đủ mê rồi mà 500 cây nữa còn mê nữa. Ừ. Con chỉ thích đúng rồi, cái này là chú bắt hay cô bắt vậy? Cái gì? Cái giọng nè. Chú á, có cái đây nữa nè. Ông nằm, chắc ông nằm ông ngủ trưa rồi đây quá. Chứ còn gì nữa mát. Có cái đây nữa nè. Mát quá. Con ở gần nhà cô chắc hôm qua hàng ngày luôn đó cô ơi. Ừ, bây giờ ông về đây rồi. Con ở nhà, cách nhà cô là 35 phút. Ừ. Chắc lâu lâu ông chạy đây ông chơi, ông học nghề của cô nè. Đi vòng vòng dưới. Qua đây ông phụ cô đó. Đã quá các bạn. Bây giờ cô sẽ hái cái chùm này cho mình. Cô nói là những cái trái nhỏ này nó sẽ có vỏ. Ừ. Ui, nhìn nó nhỏ nhỏ mà nó ngon đó nha. Ừ. Này là để chừng tuần lễ là ăn ngon đó. Ừ. Về biếu mỗi người ít đó cô. Ừ. Cái này nè. Ngọt quá, ăn ngon. Đuổi năm rồi. Làm chén muối ớt. Mấy cái trái xấu xấu vậy nè, nó mà lại ngon nè. Ừ, trái chai rồi. Dạ đúng rồi đó, nó xấu xấu rồi đấy không? Ăn mà lựa mấy trái xấu xấu á. Con là nó nhỏ thì nó có vỏ đó nè, không nghe. Dạ. Thấy không? Bà đã không? Yeah. Mỏng vỏ lắm. Rất là mỏng vỏ. Đã thiệt chứ. Tại vì cô nói là để cho cô hái đi nó mới ngon, chứ mình hái mình không biết cách hái á, là nó cái ruột của nó sẽ nhỏ mà cái vỏ nó dày. Chắc. Có cái loại kia cái trái cả mà giam luôn mà cái ruột nó không nữa thôi. À. Cô bán cho người ta làm. Là người ta lấy cái vỏ ngoài để nấu chè bưởi. Chắc đủ rồi cô, nhiều quá. Đủ không? Mười mấy trái rồi đó. Cái này nhỏ mà. Cái này cô bán mẹ 2 trái rồi. Dạ. Mình muốn lấy nhiều mà lấy tùy. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, thì mình còn 25 20 đồng 20 trái đi. 25 đồng là... Lần sau trả cô. 2 là 10. Lần sau mày đưa cô đâu. Lần sau. Ok, cũng được. Dạ, lấy con 20 trái đi. Chuyện lớn là có chị đồ mua không? Thì sao là lên mua thêm nữa. Yeah. Bảo quá, nhìn trái là một hồng, lòng hồng. Nãy anh đi anh quay mấy cái trái cho chùm chùm nhiều đó anh để chụp. Ừ. Rồi anh đi lấy xe đẩy cho cô nè. Ở dưới kia còn nữa hả cô? Còn nữa. Mà ở dưới đó nó bị chết rồi, cô còn ít rồi. À. Không muốn đi dịch cái đá trái dưới đó, cái đống cái kia, bên kia kìa. Đi dạo một vòng. Để con đi dạo một vòng. Ok. Con về cô ha. Ok. Để mình đi dạo một vòng nè. Cô cứ để xe đẩy chút cô, tụi con đẩy ra. Trời ơi, bưởi nằm dưới đất luôn đây nè. Nhìn nó thích thiệt luôn á chứ. Các bạn nào ở gần đây á, ở Houston, ở khu vùng nọt nè, hoặc là vùng sau của... mình sẽ để địa chỉ của cô ở trong cái ở dưới video nha. Các bạn sẽ đi theo cái địa chỉ đó tới đây. Cái gì mình ghé, mình mua, mình ủng hộ cô chú nha. Tại vì cô chú cũng lớn tuổi rồi. Ủng hộ cô chú nè. Ơi, trái, bự. Ê, cái này tự động. Này bị thúi rồi. Ôi nó rụng quá trời hết. Uổng quá ha. Ừ. Uổng quá à. Quá uổng. Ui cây này nè anh ơi. Ui. Wow. Không thể nào nghĩ tới là mình đang ở một đất nước Mỹ. Một trái gì đâu mà thôi á. Ui, đã quá luôn á các bạn ơi. Ui, thích quá à. Ui, nhìn đã lắm luôn á các bạn. À, thấy đã không? Kinh thiệt luôn á.
Ui, à, cô trồng tới 500 cây mà nó chết. Nó chết một nửa rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại có 250 cây thôi. 250 cây mà cái cây này cô nói là cô đã trồng đã 15-20 năm rồi. Là nó cũng lâu đời lắm, nó cũng sống lâu ghê ta. Đó, cái phần này là phần những cây này nó bị chết đó các bạn. À, mấy cây này là yếu. Ờ, à, nó yếu nó không có lên nổi nữa. Nguyên một cái khu đất của cô 5 mẫu. Dễ sợ thiệt. À, chắc từ đây mình khi mình biết cô rồi mình sẽ lên đây mình chơi cô thường xuyên quá. Lên đây mình học hỏi kinh nghiệm của cô nè. Lên đây thăm vườn của cô nữa, nhìn mấy cây bưởi cô đã quá. Thích cái cây này ghê luôn á anh. Cây này trái nó bự dã man luôn nè. Đây. Xin mời các bạn tới ăn bưởi cùng với mình. Bưởi nhà cô mà nó mới bưởi nhà mình vậy đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô á. Mình phụ cô khiêng mấy cái trái bưởi vô. Rồi sau đó mình đi về nè. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy tất cả những cái trái bưởi này đi vô nha. Một thời. Ở nhà thì đẩy bầu bí. Hôm nay được đẩy bưởi. Hôm nay thu được một chiếc lợi phẩm là một xe bưởi. Chú đang hái bông điên điển. Cái này là bông màu trắng phải không chú? Ui, à, bông sư đũa. Ủa chú mình trồng cho một cái lông mà nó bự vậy đó hả? À, quá trời bông hết. Ui, đây này bông nó cũng đẹp ghê. Ui, cái bầu của chú bây giờ nó cũng ra trái quá trời kìa. Già rồi. Đây nè, cái đây già mà chú non nè. Cái bầu nè. Ừ, mùa này của chú vẫn đang ra bầu nè. Cái bầu đang ra trái nè. Bầu này của chú hình như lạ quá, khác bầu nhà con. Ui, thì ra nó nằm bên đây. Nãy chưa đi hết, cái đây là cái bầu của nhà chú nè. À, đây là cũng là bầu sao luôn, nhưng mà bầu sao này, bầu sao trái này nó ngạ lạ quá. Đó. Ồ, thì ra bên đây là chú trồng rau. Nhưng mà bây giờ nó đã rụi tàn rồi các bạn ơi. Cô chú cho nó mọc, nó bò dưới đất vậy nè. Nó bò lên hàng rào luôn, nguyên một cái thành hàng rào của cô chú luôn. Chắc bây giờ vẫn còn ăn lai rai đó các bạn. Trên cây thì vẫn có mướp. Đó, mấy cái trái mướp trên cây nó cũng còn lòng thòng nữa. Đậu bắp nữa nè. Về đây có cái mảnh vườn như vậy là quá đã luôn. Cái này chắc trái bí đao nè. Bí đao. Ui, bí đao quá trời trái luôn. Bí đao này nó già rồi nè. Đó. Đây là những cái bí đao gọi là cô bỏ luôn. Để đó chắc là già, cô hái già luôn. Bên đây có một trái bí đao này là loại dài. Loại dài luôn nè các bạn. Ui, đã quá các bạn ơi. 5 mẫu. Làm sao mà trồng cho hết. Hai cô chú này công nhận giỏi thiệt luôn á. Lớn tuổi rồi mà vẫn cứ làm việc hoài các bạn ơi. Đó, trong đó là bầu mướp bí luôn, cái bầu bự bạch chà bá lửa luôn. Hình như cái này là cần nước nè. Nguyên một cái này luôn, cô chú trồng cái trong cái thùng này nè, cái này bự nè. Ồ, trồng cần nước hết luôn, khu vực này là trồng cần nước hết luôn đó các bạn.
Ui, coi cái trái bí này các bạn. Giờ đi chỗ nào cũng bầu bí mướp. Cô chú cho nó bò lõm chõm ở dưới đất hết. Quá trời luôn. Cô chú không há luôn á. Bỏ luôn. Kỳ vậy ta. Trong đây cũng có một trái bự nữa nè. Đó, chỗ này nữa. Chỗ này là cô nói cô trồng hồng giòn đó các bạn. Có hồng giòn nha. Rồi có táo tàu nữa. Bên đây là 5 mẫu, các bạn có nghĩ có 5 mẫu là nó rất là nhiều. Rất là rộng lắm luôn á. Cũng là bưởi luôn. Hồi nãy mình chưa tới nên bây giờ mình đi dẫn các bạn xem cái khu này nè. Đó, bưởi khúc này luôn. Thì mùa này là chỉ có bưởi thôi. Cô cũng lót những cái tấm bạc đen nhìn cho nó sạch là đỡ cỏ nè. Đó. Bên đây. Bên đây hình như bên kia cô có cái hồ nước nữa kìa. Rộng quá, biết bao nhiêu việc mà làm các bạn. Đó. Đây. Đi tới chỗ này đẹp quá. Đó. Rộng quá các bạn ha. 5 mẫu. Rất là rộng luôn á. Ôi. Trời ơi, mình là một mẫu làm không xong, không hết việc nữa. Sao mà cô chú giỏi quá à, trời. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Đây là cô chủ vườn đó các bạn. Có gì mà nếu mà các bạn muốn ăn bưởi hoặc là mua những cái chậu cây hoặc có thể là tới mùa Tết á, có hoa nữa, thì các bạn tới đây ghé mua ủng hộ cô chú nha các bạn. Thì hoa đào hoa đào Nhật Tân. Không cô. Thì bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.